cộng đồng mạng sợ hãi khi máy bay bất ngờ đụng độ bão trên độ cao hàng nghìn mét. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh tượng máy bay rung lắc dữ dội trên bầu trời khi bất ngờ gặp phải một cơn bão lớn. Theo như hình ảnh từ video ghi lại, có thể thấy trên bầu trời không ngừng xuất hiện những tia chớp xé toạc cả không trung. Thậm chí thời tiết kinh khủng làm cho máy bay liên tục chao đảo. Bên ngoài tấm kính không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì ngoài bóng tối và những trận sấm chớp khổng lồ. Trong hoàn cảnh này, những phi công phải cố gắng tập trung để có thể vượt qua cơn bão, vì chỉ cần một giây bất cẩn là đã có thể dẫn đến tai nạn kinh hoàng. Sau khi xem xong video, dân tình không khỏi xôn xao lo lắng khi những ngày gần đây trên báo đài liên tục đưa tin về siêu bão Yagi sắp đổ bộ vào Việt Nam. Không ai có thể tưởng tượng được nếu bão ập vào hệt như cảnh tượng diễn ra trong video thì sẽ khủng khiếp đến cỡ nào. Siêu bão Yagi hiện nay đã phát triển vô cùng lớn mạnh. Đây được xem là siêu bão mạnh nhất trên Biển Đông trong suốt một năm qua. Đồng thời, nó cũng là cơn bão có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lịch sử Việt Nam. Nhiều thông báo khẩn đã được phát động kể từ khi siêu bão xuất hiện. Hình ảnh mắt bão rõ nét trông hệt như một con mắt quỷ khiến cho cộng đồng mạng hãi hùng. Qua đó có thể tưởng tượng ra siêu bão này đáng sợ đến mức nào. Còn bạn nghĩ sao về hình ảnh của siêu bão khi nhìn từ trên máy bay? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé!